còn rất nhiều những giải thưởng khác. Và chúng ta vẫn đang ngồi hộp, chưa biết ai sẽ trở thành chủ nhân. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chờ đón phần biểu diễn của nam ca sĩ được mệnh danh là Hoàng Tử. Vâng, Hoàng Tử dân ca, đây là một ca sĩ được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Quang Vinh. Về đây với anh đi hỡi người dấu yêu.